Sáng ngày 18 tháng 11, theo giờ Việt Nam, cộng đồng fan của Blackpink không khỏi tự hào khi Rose đã xuất hiện với tư cách khách mời tham dự hội thảo về sức khỏe tinh thần. Tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, APEC, ở California, Mỹ cùng đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kun-hee. Thành viên Blackpink đã tham gia cuộc thảo luận bằng cách chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sức khỏe tinh thần với tư cách là người của công chúng. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắc nhở bản thân về giá trị cá nhân của mình, điều mà người khác không thể đo lường được. Cô cũng bày tỏ mong muốn mang lại nguồn cảm hứng và sự an ủi cho những người nghe nhạc của cô. Cũng trong hội nghị thượng đỉnh, Rose đã có bài phát biểu gây nhiều chú ý. Theo đó cô chia sẻ, có những việc tôi làm không bao giờ là đủ, dù tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cũng sẽ luôn có người có quan điểm khác hoặc thích kiểm soát. Điều đó khiến tôi có cảm giác cô đơn, đôi khi tôi hạnh phúc vì có lượng lớn người theo dõi và yêu mến. Tuy nhiên bạn biết đó, cũng có một số người không đứng về phía tôi. Và phần nhỏ đó như áp đảo tất cả và tôi cảm thấy mình dễ bị tổn thương vì vậy mà mạng xã hội có sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi thường rất khắc khe với bản thân mình nhưng có hàng nghìn bình luận mà không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được. Điều đó dẫn đến cảm giác cô đơn và tôi chắc chắn rằng rất nhiều người ngoài kia cũng cảm thấy giống tôi. Tôi nghĩ rằng giao tiếp chính là chìa khóa để giúp tôi cởi mở hơn về sức khỏe tinh thần. Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, APEC, do đệ nhất phu nhân Jill Biden chủ trì và có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia có tầm ảnh hưởng trên thế giới.